Xin chào, đã quay trở lại với FA Channel. Lại là mình đây, Hùng 20 sang tới đây. Và hôm nay thì mình lại mang đến cho anh em một deal mua phụ kiện cực kỳ ngon. Đó chính là chiếc Defend Basic có hỗ trợ kết nối Bluetooth này. Và với chiếc tai nghe này thì nó sẽ có mức giá khá là rẻ, đó chính là 350.000. Tuy nhiên, không dừng lại tại đấy. Trong video này thì mình sẽ tặng cho bạn thêm đó chính là một cái sạc dự phòng lipstick đến từ Remax, cùng với đó là một cái sợi cáp sạc nhanh luôn. Và riêng với hai cái sản phẩm tặng kèm này thì nó đã có mức giá loanh quanh hơn 200.000 đồng đó các bạn ạ. Và bây giờ các bạn chỉ mua với chiếc tai nghe Bluetooth Defend Basic này với mức giá chỉ là hơn 100.000 mà thôi. Nói chung quá là rẻ. Và trong video này chúng ta cùng nhau bắt đầu để tìm hiểu về cái sản phẩm này nhá. Đầu tiên thì cái shop của mình trên Facebook thì khá là mới, chính vậy thì mình cũng có một cách mua hàng mới các bạn ạ. Đó chính là mua hàng theo cái chatbot. Thì đường link của chatbot mua hàng thì mình sẽ để dưới phần mô tả video cho bạn nhé. Và khi bạn vào phần chatbot này, chúng ta có thể là chat trực tiếp với lại bot cũng như là chốt đơn hàng một cách rất là nhanh. Đây, ví dụ như mình sẽ nhấn vào mở bằng Facebook. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành gọi là đặt hàng trên chính cái ứng dụng Messenger luôn. Các bạn vào chúng ta nhấn bắt đầu này. Và khi nhấn bắt đầu xong rồi thì bot nó sẽ nhắn tin và trả lời chúng ta. Đấy, ví dụ như là mình muốn mua tai nghe Bluetooth Defend D043 thì chúng ta sẽ nhấn là đặt hàng. Và khi nhấn đặt hàng xong rồi thì nó sẽ yêu cầu ví dụ như là số lượng 1, 2, 3, thì bạn có thể chọn 1 hoặc là 2 hoặc là 3. Thì cái này sẽ tùy vào cái nhu cầu của bạn muốn mua mấy bộ, và các bạn nhấn thêm địa chỉ cũng như là số điện thoại nữa. Như vậy là chốt hàng thành công nhá. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau review về cái sản phẩm Defend Basic Bluetooth Music này để xem là 350.000 chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe như thế nào. Đầu tiên thì với chiếc tai nghe này, nó sẽ được nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam và nó sẽ được bảo hành 1 năm 12 tháng 1 đổi 1. Và với sản phẩm này thì là một chiếc tai nghe đến từ thương hiệu Thụy Điển các bạn ạ. Chính vậy thì mình cũng gọi là an tâm một chút về cái chất lượng của cái sản phẩm này. Và các bạn thấy này, cái phần đóng hộp của nó thì khá là đơn giản thôi, chỉ là một cái gói như kiểu gói bim bim vậy. Và bên trong cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe Bluetooth Defend Basic đó, và mình sẽ để nó sang một bên. Và ngoài ra thì về phần phụ kiện thì cũng chỉ dừng lại ở mức căn bản của những chiếc tai nghe Bluetooth. Khi chúng ta sẽ có ở đây đó chính là những cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này, khá là nhiều các bạn ạ. Và các bạn nên đọc qua nếu như chưa tìm hiểu về tai nghe Bluetooth bao giờ. Ngoài ra thì bên dưới các bạn sẽ còn có ở đây, đó chính là một cái túi đựng những cái tiếp tai thay thế. Ở đây các bạn sẽ có 3 bộ tiếp tai khác nhau để phù hợp với kích cỡ tai chúng ta. Một cái phần điểm nữa đó chính là với sản phẩm này chúng ta sẽ còn được tặng kèm một cái sợi dây sạc. Và sợi dây sạc này là sợi dây sạc micro USB, đó chính là tất cả phụ kiện có trong tai nghe Defend Basic Bluetooth này. Và đến với lại chiếc tai nghe này thì đây là một chiếc tai nghe Bluetooth dạng sport, dạng thể thao. Chính vậy thì hai tai của nó sẽ được kết nối lại với nhau chứ không phải là dạng true wireless. Và cái việc mà hai tai nghe này kết nối được với nhau thì nó sẽ có một điểm lợi như sau, đó chính là khi anh em mà đi xe máy này cũng như là đeo chiếc tai nghe này lên thì chúng ta không sợ rơi một bên trái rồi rơi bên phải. Và cái điều này thì nó sẽ giúp chúng ta an toàn hơn rất là nhiều so với những bạn nào kiểu như là đeo tai nghe Bluetooth hoặc là tai nghe true wireless in ear ấy, thì nó hơi khó khăn. Thì chiếc tai nghe này nó sẽ giải quyết được chúng ta cái vấn đề đó, đó chính là không sợ rơi. Và thiết kế của chiếc tai nghe này thì nó rất giống so với chiếc Defend Basic hôm trước mình đã có review và bán với mức giá khá là rẻ cho các bạn, chỉ có 8-9.000 đồng mà thôi. Đây, các bạn thấy này, chúng ta sẽ có một thiết kế không khác gì một chiếc tai nghe AirPods. Tuy nhiên thì cái phần hoàn thiện của nó sẽ là hoàn thiện từ tông màu đen và nó sẽ được hoàn thiện từ chất liệu nhựa. Và chúng ta sẽ có một cái phần tiếp tai ở phía trong để anh em có thể là nhét sâu vào bên trong tai. Thì đánh giá về cảm giác đeo của chiếc tai nghe Defend Basic Bluetooth này thì mình thấy rằng là cảm giác đeo của nó khá là tốt. Tuy nhiên thì anh em nên chọn cái phần tiếp tai này cho nó phù hợp với kích thước tai của chúng ta nhé. Chứ nếu như anh em chọn kích thước tai quá to thì đeo vào khá là đau đấy. Chúng ta sẽ có 3 cái bộ tiếp tai khác nhau cho bạn lựa chọn. Đó. Còn nói về phần dây kết nối thì đây là một cái phần dây được làm từ chất liệu cao su. Và đây là dây chống rối các bạn. Theo cá nhân mình thấy thì với cái phần dây này nó cũng chưa được đẹp mắt cho lắm. Tuy nhiên thì với mức giá khá là rẻ chỉ 350.000 đồng thì mình cũng không thèm đòi hỏi hơn được. Và các bạn sẽ có một cái bộ phận trung tâm của cái sản phẩm Defend Bluetooth Basic ở đây. Các bạn sẽ có vị trí của bật tắt nguồn này. Các bạn chỉ việc nhấn giữ trong khoảng 3 giây thì chúng ta sẽ tiến hành bật nó lên. Và các bạn nhấn giữ trong vòng 3 giây để tắt. Và kết nối thì nó khá là đơn giản thôi. Sau khi các bạn đã bật nó lên, các bạn chỉ việc vào phần Bluetooth và kết nối với tai nghe Defend Basic Music là được. Đó, đó là cách kết nối của nó. Và trên tai nghe này, chúng ta sẽ còn có phần như là tăng giảm âm lượng ở đây. Chúng ta có thể tăng giảm âm lượng trực tiếp trên điện thoại luôn. Đây là một cái điều khá là hay mà với những chiếc tai nghe Bluetooth hoặc là những chiếc tai nghe True Wireless nó không có. Anh em thấy không? Mình có thể tăng giảm âm lượng trực tiếp trên cái tai nghe này được luôn. Và nó đồng bộ với lại điện thoại của chúng ta. Đó. Và để nách bài thì cũng khá là đơn giản thôi. Anh em chỉ việc đó chính là nhấn giữ bên phải
tăng âm lượng hoặc là bên trái giảm âm lượng để có thể là nách qua bài hoặc là tiến về bài trước. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói đến phần chất âm của chiếc tai nghe này. Thực ra thì về phần chất âm của những chiếc tai nghe Bluetooth có mức giá rẻ thì mình không trông đợi quá là nhiều, vì phần chất âm của nó chắc chắn là sẽ không hay rồi và không thể nào bằng những chiếc tai nghe có dây 200-300 nghìn như là chiếc tai nghe AKG S10 được. Và chất âm của này thì nó chỉ dừng được ở cái mức gọi là tạm nghe thôi. Dài âm của con này thì nó sẽ không được thoáng cho lắm và nó có phần là hơi nông. Và đặc biệt là cái âm nổi trội nhất của chiếc tai nghe này đó chính là âm bass khá là mạnh các bạn ạ. Nó sẽ phù hợp với cái nhu cầu đó chính là nghe nhạc như kiểu là ADM, nhạc điện tử và những bài nhạc nào mà nhiều bass thì có thể là chọn chiếc tai nghe này, nó khá là phù hợp. Ok, còn về phần dung lượng pin thì với sản phẩm Defun Basic Bluetooth này thì nó sẽ có dung lượng pin là tầm 4 đến 5 giờ sử dụng và chúng ta sẽ mất gần 1 giờ để sạc cho chiếc tai nghe này. Nói chung thì với dung lượng pin này thì nó sẽ đủ cho chúng ta sử dụng trong vòng 1 ngày. À đó, đó chính là chiếc tai nghe Defun Basic Bluetooth. Và nếu bạn nào muốn mua thì hãy đặt hàng dưới phần mô tả video nhé. Bây giờ thì mình sẽ review qua cho bạn những cái phụ kiện tặng kèm. Như ở đây thì mình sẽ có hai cái sản phẩm sạc dự phòng lipstick đến từ Remax. Và với sản phẩm này thì nó đang được bán ngoài thị trường với mức giá tầm 180-200 nghìn trên Shopee cũng như là Lazada. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành unbox luôn. Sản phẩm này chúng ta có hai phiên bản màu sắc khác nhau. Và các bạn mua cái sản phẩm sạc dự phòng này về tặng cho phụ huynh hoặc là tặng cho người yêu thì cũng khá là hợp lý các bạn ạ. Nhìn nó rất giống thỏi son. Đương nhiên rồi, tại vì cái tên của nó là lipstick mà. Và đây là một sản phẩm sạc dự phòng khá là nhỏ gọn các bạn ạ. Chúng ta sẽ có dung lượng lớn chính là 2400 mAh, có thể sạc được đâu đó là một lần cho chiếc iPhone 7 hoặc iPhone 8. Còn với những chiếc iPhone lớn hơn như là chiếc iPhone 11 mình đang sử dụng ở đây thì chúng ta chỉ sạc được đâu đó là tầm 50, hình như là hơn 50% một chút. Đó, nó sẽ đáp ứng cho những cái nhu cầu sử dụng trong những trường hợp cần thiết, như là các bạn gần hết pin mà muốn nghe gọi cho phụ huynh hoặc là muốn nghe gọi cho người yêu hay gì đấy thì sản phẩm này nó sẽ giúp chúng ta được trong cái việc đấy. Và sau này chúng ta sẽ có cái cổng input là 5V 1A và cổng output của nó chỉ là 5V 1A, công nghệ sạc thông thường mà thôi, không phải là sạc nhanh nhá. Đó chính là về sản phẩm thỏi son tích hợp sạc này. Bây giờ thì mình sẽ đến với lại cái cọng cáp hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Type-C được tặng kèm luôn. Cọng cáp này thì ngoài ở thị trường đang bán với mức giá tầm 40 cho đến là 70 ngàn đồng tùy vào đại lý khác nhau. Thì với cọng cáp này thì nó sẽ là một cọng cáp khá là đơn giản, thiết kế thì khá là gọn gàng. Chúng ta sẽ có cổng GPIO này và cổng Type-C ở đây. Nó sẽ phù hợp với những điện thoại mới của chúng ta hiện tại có cổng C và nó sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh như là Quick Charge 3 hoặc là Quick Charge 2 chẳng hạn. Đó, đó chính là tất cả những cái phụ kiện mình muốn review cũng như bán cho bạn trong video ngày hôm nay. Khi các bạn mua với chiếc tai nghe Defun Basic này, nó sẽ có mức giá là 350 nghìn đồng. Chúng ta sẽ được tặng kèm một cái thỏi son tích hợp sạc dự phòng 2400 mAh và một cái cáp sạc nhanh. Thì theo mình thấy rằng là với mức giá hơn 300 nghìn đồng thì đây có vẻ như là một cái combo khá là hợp lý cho chúng ta mua chiếc tai nghe này về để nghe, tặng thỏi son này cho vợ, cho mẹ, cho người yêu, cho bạn gái, các thứ các thứ, và sử dụng với lại cái sợi dây cáp sạc này để có thể sạc. Và các bạn nào muốn mua cái sản phẩm này thì đừng quên đặt hàng dưới phần link phần mô tả video nhé, dẫn đến cái Facebook của mình để có thể đặt hàng trực tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.